Ngày 25 tháng 9, siêu bão Noru đã đổ bộ vào Philippines, tấn công hòn đảo chính Luzon đông dân với gió mạnh và mưa lớn, khiến hàng trăm người phải rời bỏ nhà cửa. Theo hãng tin AFP, cơ quan dự báo thời tiết của Philippines cho biết cơn bão có sức gió tối đa 195 km/h khi tiến về phía quốc gia này. Các nhà quan sát cảnh báo sức mạnh của cơn bão đã tăng cường mạnh chưa từng có. Noru là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Siêu bão này đã đổ bộ vào khu Baguio trên quần đảo Polillo, một phần tỉnh Quezon, Philippines lúc 17h30 phút ngày 25 tháng 9 giờ địa phương, tức 16h30 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam. Cảnh sát trưởng quốc gia Philippines Rodolfo Arorin cho biết, chúng tôi yêu cầu cư dân sống trong các khu vực nguy hiểm tuân thủ lời kêu gọi sơ tán bất cứ khi nào cần thiết. Philippines thường xuyên bị tàn phá bởi các cơn bão. Các nhà khoa học cảnh báo hiện tượng thời tiết này ngày càng mạnh khi thế giới nóng lên do biến đổi khí hậu. Video đăng trên mạng xã hội cho thấy cây cối bị gió mạnh quật ngã ở Infanta và trên các đảo Polillo. Cơ quan khí tượng cho biết sức gió của cơn bão đã tăng thêm 90 km/h chỉ trong vòng 24 giờ. Cơn bão đổ bộ cách thủ đô Manila khoảng 100 km về phía đông bắc. Các nhân viên cứu hộ đã chuẩn bị cho khả năng có gió mạnh và mưa lớn tấn công thủ đô Philippines, nơi sinh sống của hơn 13 triệu người. Các quan chức cho biết việc sơ tán bắt buộc đã khởi động ở một số khu vực có nguy cơ cao của Manila.